Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Kính thưa quý thầy, quý cô, toàn thể đại chúng. Người tu chúng ta nhất là theo tinh thần kinh tạng Nikaya. Nếu mình tu đúng, mình có sự nhiệt tình, nhiệt tâm, thì các pháp từ từ nó sẽ hiển lộ trong thân tâm của mình. Nếu mình không có để tâm, mình chỉ nghe học qua loa, hình thức bề ngoài, thì các pháp sẽ không có hiển lộ. Pháp nó không có hiện hữu trong con người của mình. Mình vẫn trở về với một con người, với những thói quen, với những tật xấu. Chỗ đi năm trước tất bước không dời, lơ lửng một đời lấy gì nương cậy. Các pháp, các thiện pháp nó không có hiện hữu. Nó không có mặt, nó không có tăng trưởng, phát triển, lộ rõ trong thân tâm mình. Và mình có học bao nhiêu đi nữa, khi mình trở ra ngoài rồi thì mình vẫn trở là con người xưa, một con người cũ. Cho nên trong sự tu chúng ta nó đòi hỏi nhiệt tâm, nhiệt tình. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ mà chúng ta luôn tụng mỗi đêm đó, nhiệt tâm tinh cần. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh Không Biết Sợ, thì ngày mai Ca Diếp sẽ giải thích cho chúng ta thấy thế nào là nhiệt tâm, thế nào là không có nhiệt tâm trong sự tu học, thế nào là biết sợ và thế nào là không biết sợ. Thì trong chúng ta đó, cái pháp gì nó hiện lộ rõ nhất chính là tàm quý. Nếu một người tu đúng, thật sự nhiệt tâm, tinh cần, thì cái pháp tàm quý nó sẽ lộ rõ trong thân tâm chúng ta. Chúng ta nhìn ở trong chúng mà chúng ta thấy liền à. Cái người mà nhiệt tâm, mà siêng năng tu, chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy tự động cái pháp tàm quý có mặt trong người đó. Tức là sự xấu hổ, sợ hãi có mặt trong người đó. Nhiều khi Minh Thành nhắc nhở với đại chúng, sau đó mình nhìn lại mình thấy trong cái nhắc nhở đó nó có cái bản ngã, nó có cái sân, là mình xấu hổ vô cùng, xấu hổ nhục nhã vô cùng và đóng cửa. Không phải vì giận mọi người, mà là vì nhìn thấy mình
Trong cái lời nhắc nhở đó mình còn có cái bản ngã, còn có cái sân làm mình không giảng nữa. Rồi mình ở trong đó suốt bao nhiêu ngày đó để mà mình quở trách cái tâm mình, tác ý, và làm cho nó sanh khỏi cái cảm giác tàm quý. Cho nên là nếu một cái người tu theo dòng pháp này mà không có tàm quý, sanh khỏi và hiện hữu, thì coi như là chiếc xe không có khởi động cái máy. Đối với một người mà thật sự tu học đó, thì cái pháp tạm quý nó phải hiện hữu trong người đó. Tức là người này thường xuyên có cái tâm xấu hổ và sợ hãi, lo lắng. Bởi vì cho nên ngày xưa mình chưa có đi vào cái pháp này đó, thì thật là ít ỏi, thật là hiếm khi, rất là cực kỳ hiếm mà mình có được cái tâm, cái tâm đó. Hiếm khi mà tự nhiên, ủa giờ sao tự nhiên tu mà phải làm gì xấu hổ. Nhưng đúng, mình đi đúng cái chánh pháp rồi đó, thì những cái pháp gì mà Đức Phật nói trong kinh sẽ có trong thân tâm mình. Mình sẽ thấy, mình sẽ biết, mình sẽ xúc chạm, mình sẽ nhận thức. Và cái pháp đó nó sẽ có ở trong con người của mình thường xuyên. Mà một khi cái pháp đó nó có rồi đó, thì nó không thể để cho mình buông lung phóng vật giống như trước kia nữa. Tự động nó có cái thắng, tự động nó sẽ có cái thắng trong lời nói, trong cử chỉ, trong suy nghĩ, trong cảm xúc của mình, cảm thọ mình, nó sẽ có một cái thắng. Nó sẽ có một cái người canh, canh gác trong tâm mình á. Thì cái người đó là chánh niệm tỉnh giác. Người đó sẽ thường xuyên la rầy nhắc nhở, khiển trách, chỉ lỗi mình. Đó. Thì cái người tu đúng là nó phải có cái đó. Mình tự mỗi người xét lại, nếu mà thấy chưa có cái đó thì phải nhiệt tâm nỗ lực nhiều hơn nữa. Và khi có được cái tâm tầm quý đó rồi, cũng tiếp tục nhiệt tâm tinh cần nỗ lực hơn nữa. Thật sự là mình thấy hay sao là hay. Khi mà có được cái pháp tầm quý rồi đó, thường xuyên nó xuất hiện trong tâm mình an trú đó, hay lắm. Thật là hay. Nhiều khi người ta làm những cái sai quấy, nếu mà so ra thế gian cái chuyện đó rất là đúng, mình chỉ có giận lên, mình tức là rất bình thường. Nhưng mà cái người tu mình không cho phép, nó tự động vậy đó. Nó sẽ giúp cho mình, cái tàm quý này nó giúp cho mình diệt ác, sanh thiện. Nó làm cho mình đình chỉ, tịnh chỉ các cái ác bất thiện pháp. Nó làm cho mình nhiếp phục những cái buông lung phóng dật. Chính là cái pháp tầm quý này thì dẫn đường cho thiện pháp. Và chúng ta nhớ cái câu mà chúng ta hay nói, nhục nhã sanh thánh quả. Một cái người không có nhục nhã thì người này không có tu được. Không có tu được. Mà cái người tu mà tinh tấn á, nhiệt tâm á, tinh cần á, thì cái người này đó là thường xuyên ở trong cái tâm tầm quý này đó. Thấy xấu hổ, thấy cái dục tham khởi lên, thấy cái sân hận khởi lên, nghe cái dính mắc khởi lên. Mọi cái suy nghĩ bên trong là cái vô minh, cái khác ái, là mình thấy mình xấu hổ. Từ trong cái suy nghĩ mình cũng thấy xấu hổ luôn, mình nhìn xuống vậy mình thấy thiệt là buồn đau.
thật là lo lắng. Tại sao trong mình còn nhiều những cái rác bẩn, cấu quế, cấu nhiễm vậy? Thì tự động cái pháp nó sẽ sanh khởi. Cho nên chúng ta nhớ tàm quý là quan trọng lắm. Xấu hổ và sợ hãi đối với các cái lỗi nhỏ nhặt. Thì chúng ta mới tu được, chúng ta mới tiến được, chúng ta mới tăng thượng được ở trong giới đức, trong thiền định, trong trí tuệ. Nếu chúng ta cứ là lơ lơ, lửng lửng, qua ngày đoạn tháng, sống trong sự lãng quên, sống trong sự thất niệm, sống trong sự không có biết mình, không soi rọi lại tự thân tâm của mình, ngày qua tháng lại nhanh lắm, nhanh lắm. Rồi chúng ta sẽ lên, lên chức thượng tọa, đại đức thượng tọa, hòa thượng. Chúng ta sẽ lên chức sư cô, ni sư, ni trưởng. Tối thọ, phẩm vị, chức sắc lên thêm, mà trí tuệ, thiền định, đức hạnh không có tăng trưởng. Và chúng ta lấy cái gì để dạy dỗ người sau? Mình bung ra những cái tập khí, những cái tánh tình, những cái thói quen của phàm phu, phàm tục. Thì những người mà mình dạy là dạy ra những cái phàm phu, phàm tục thôi. Làm sao hướng dẫn đến thánh pháp, thánh đạo được? Cho nên là cái người chân tu phải ưu tư rất là nhiều, sống trong trầm mặc, sống trong suy tư, sống trong sự lo lắng. Người này, người chân tu lo hoài hả? Không có lúc nào không lo. Còn cái người mà không có tu thì người đó không có biết lo, không biết sợ. Ai có ngờ rằng cái người tu lại là một cái người luôn ở trong cái trạng thái tâm lo lắng. Lo lắng, xấu hổ, sợ hãi. Chính vì người này trú trong cái tâm này hoài như vậy đó, cho nên ác pháp không thể tồn tại và tăng trưởng trong người này. Thiện pháp sẽ sanh khởi từ cái chỗ tầm quý đó, từ chỗ lo lắng sợ hãi đó. Ngay cái chỗ đó đã là thiện pháp rồi. Rồi từ cái đó nó sanh trưởng ra thêm các thiện pháp nữa. Cho nên cái bài kinh mà chúng ta học rồi nó rất là quan trọng, cái dòng chảy của tàm quý đó. Thật ra những cái bài kinh đó nó là phải được thuộc lòng, phải được vận dụng, phải được đọc tụng thường xuyên, nhắc nhở. Chứ không phải chúng ta nói học rồi, cái bài kinh này tôi học rồi là xong. Phải thực hành, phải vận dụng. Bài kinh xấu hổ, tăng nhập vào kinh tập 3 đó, khi mà xấu hổ và sợ hãi không có, cái người mà thiếu xấu hổ sợ hãi chế ngự các căn đi đến quỷ diệt,
tức là sự buông lung phóng dật nó sẽ sanh khởi. Lúc nào mà mình thấy buông lung phóng dật là lúc đó mình không có chú trong tâm quý. À, lúc nào mình có xấu hổ sợ hãi thì lúc đó nó có sự chế nhờ các căn. Bởi vì đó là cái hệ nhân quả mà nó liên đới nhau mà. Đó là cái sợi dây xích, cái mắt này thì nó móc qua cái mắt kia. Cho nên có cái này là có cái kia, mà không có cái này là không có kia. À, hãy có tâm quý là có chế ngự các căn. Mà hãy có chế ngự các căn á là có giới. Mà nếu không chế ngự các căn, cái sự chế ngự các căn mà nó không có, thiếu đi, thì giới đi đến quỷ diệt. Giới đi đến quỷ diệt. Chứ Phật dùng cái từ giới đi đến quỷ diệt. Cái từ này nó rất là nặng à, chứ không phải bình thường à. Giới nó sẽ đi đến quỷ diệt, là nó diệt tận, nó mất cái trong cái người đó. Người đó sẽ không có giới. Thì chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta, trước mắt chúng ta đó, đó là kinh sống đó. Giới đi đến quỷ diệt. Giữa chư tăng và chư ni mà không có sự tạm quý, không có chế ngự các căn, thì giới đi đến quỷ diệt. Gặp nhau thì đùa giỡn, thì như vậy rồi rồi. Bao nhiêu đó là thấy là sụp đổ hết tất cả rồi, chứ khoan nói gì khác nữa. Cho nên đúng cái sự tu của Đức Phật, và chúng ta thấy tàm quý lắm, xấu hổ lắm, thật sự là xấu hổ lắm. Chúng ta thấy không? Sư Pháp Bảo ở trên núi đó, là tiến sĩ của Hàn Quốc, làm trong viện khoa học của Hàn Quốc. Bỏ hết tất cả. Ba tấm bi một cái bình bát. Chúng ta thấy hai ngày xuống khất thực một lần đó. Và chúng ta thấy có khi nào mà mình nhìn thấy sư nói chuyện lớn không? Xuống đi lặng lẽ, nếu mà mình không nhìn thấy là mình không có biết. Đi lặng lẽ giống như là không có sự xuất hiện. Và xuống rồi khất thực xong lặng lẽ đi lên. Đó, cái hình dáng mà ngay trước mắt để cho chúng ta tu học đó, mình nhìn mình có thấy xấu hổ. Còn nếu mình không có tầm quý thì sao? La lối cười giỡn, giỡn hết. Mà nhớ cái dưới bếp là gian dội hết. Thì chúng ta thấy nếu mà một người có tu thì đau lòng lắm, xót xa lắm. Cho nên đó là Đức Phật nói cười lớn là trẻ con. Ở trong pháp và luật, thành ra chúng ta phải nhớ đây là những cái bài học, những cái cơ hội mà không phải cho cá nhân, cho chung hết tất cả. Chúng ta phải lấy cái đó làm sự xấu hổ và nhục nhã, gặp đầu sám hối, chứ không có cho qua đơn giản. Một cái pháp nào cũng vậy, nó ác bất thiện pháp nó sanh khởi là sau đó mình phải xử nó, mình phải hại tội, hạch tội nó. Cái giờ ngồi thiền á, mình lôi nó ra, mình làm cho cái cảm thọ đó nó hằn sâu vô bên trong, nó khắc ghi, nó trở thành cái ấn tượng. Và sao? Để cho sau này nó nhớ mãi mãi, nó không được quên. Thì vì vậy đó mình mới thay đổi được con người mình. Nam nữ cười nói, giỡn hết,
là không có rồi. Giới đi đến quỷ diệt rồi, hoài nghi đi đến quỷ diệt rồi. Chúng ta còn học cái bài kinh nữa. Ngài A Nan hỏi Đức Phật giao tiếp với người nữ như thế nào nữa. Thành ra chính vì sao xem thường, cho nên là chúng ta phải có những cái buổi học về cái chuyên đề không được xem thường. Cái xem thường này là nó hỏng hết tất cả đại nghiệp, sự nghiệp vĩ đại của người xuất gia. Là gì mình xem thường? Nó đâu có gì đâu, có gì đâu. Gặp gỡ đâu có gì đâu, nói chuyện nhau đâu có gì đâu, cười giỡn chút đâu có gì đâu. Thì tất cả là nó thật sự là không có gì đâu đó. Tất cả đời tu của mình không có gì hết. Cho nên thật sự đó, mà trú được vào trong cái tạm quý đó mới bắt đầu tu được, mới bắt đầu tu được. Thì chúng ta thấy không, cái sự chân tu nó khổ lắm. Nó không có giống như mà trước nay mình nghĩ khi mình chưa vào cái dòng pháp đó mình thấy tu sướng hay không. Nhưng mà mình vào dòng pháp này rồi mình thấy tu là cả một cái gánh nặng của thiện pháp. Không có phải theo cái kiểu buông lung, thả trôi, sống trong lãng quên, trong thất niệm như khi xưa được. Từng cái suy nghĩ của mình, nếu mà nó suy nghĩ về dục, về sân, về hại, về những ác bất thiện pháp, mình xấu hổ ở trong cái suy nghĩ của mình luôn. Nó tới vậy đó. Cái đó không ai biết hết á. Mình biết mình phải xấu hổ. Tại sao lại có cái ý hành này? Tại sao lại có cái suy tư này? Cái suy tư này nó có phù hợp với người tu không? Mình suy nghĩ như vậy có thấy nhục nhã không? Và mình lo lắng, sợ hãi đối với cái suy nghĩ này. Suy nghĩ này nó dẫn đến đâu? Nó dẫn đến ác thú, đọa xứ, khổ cảnh. Suy nghĩ này nó đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sám hối cái suy nghĩ đó. Như vậy đó mới gọi là nhiệt tình, nhiệt tâm. Như vậy đó mới gọi là nhiệt tâm trong tu học. Rồi bây giờ chúng ta không có nhận diện ngũ uẩn một cách sát sao, khích khao, thường xuyên, nghiêm khắc, nghiêm túc, thì những cái ý nghĩ đó mình cho qua hết trơn, mà nhập cuộc với nó. Thì cái học mà nhận diện ngũ uẩn của mình thì chỉ học cho chơi thôi, học cho biết vậy thôi, chứ không phải học để tu. Học để tu là vậy đó. Mỗi một cái suy nghĩ trong đó mà mình thấy có dục có tham là mình xấu hổ, mình nhục nhã. Mỗi một cái suy nghĩ trong đó mình thấy có sân, có sự bực bội là mình thấy lo sợ. Bỏ một cái suy nghĩ trong đó, những hình ảnh trong đó, những cảm xúc trong đó mà mình thấy một có cái bản ngã dương dương tự đắc, ta đây hóng hách kêu căng là mình thấy muốn chung cái đầu xuống đất kia đó. Đó là gì? Là sự thực tập và vận dụng cái pháp tạm quý trong ba nghiệp thân miệng ý. Cho nên cái người chân tu thiệt sự đó chúng ta thấy rất là rõ đó. Từ trong chúng mình đó, chúng ta nhìn thấy cái người mà chịu tu, người siêng năng tu, mình thấy không, tối ngày họ rất an tịnh lắng dịu, họ rất là an tịnh lắng dịu, họ thường xuyên là nhìn vào trong. Với một cái cảm thọ dạt dào, khổ đau có gì vui sướng đâu.
khổ đau, buồn tối, xấu hổ và nhục nhã. Khi phải mang vác một cái ung nhọt chính lỗ này, khi phải chất chứa một cái tâm đầy rác bẩn và cấu nhiễm này, thì người đó họ lo lắng, họ xấu hổ, họ sợ hãi. Và sao cái người này thường xuyên và thường xuyên suy tư và chiêm nghiệm, thoát ra, vượt ra, xuất ly. Không chấp trước bất cứ vật gì ở trên đời. Tuy rằng người ta giữ gìn oai nghi giới hạnh từng chút, nhưng ta không chấp trước một vật gì ở trên đời. Cái chỗ này là chỗ tuyệt diệu của thánh pháp. Tức là không phải nói là bây giờ tôi thấy cái gì cũng vô thường, khổ trống rỗng, trống không, không có gì hết, cho nên tôi buông lung phóng vật. Không phải. Tức là cái pháp nào nó ra cái pháp đó. Khi mà cái pháp niệm thân oai nghi thì họ tề chỉnh trang nghiêm như vậy. Nhưng mà ở trong cái trí tuệ mà để mà họ đột phá đó, họ phá vỡ tất cả cái căn trần thức. Thành ra cái chỗ tuyệt diệu của cái người tu chân chánh đúng pháp là vậy đó. Chứ không phải là nó được cái này là nó bỏ cái kia, không phải. Nó vậy đó. Cho nên chúng ta thấy không? Người chân tu an tịnh lắng dịu, sư bưng mình bác xuống đi khất thực, chúng ta nhìn chúng ta học. Rồi mình nhìn lên coi, ủa sao mình cũng tu, mình cũng cạo đầu, mà tại sao mình vậy? Và các vị người ta cũng tu, người ta cũng cạo đầu, sao người ta lại như vậy? Thì mình so sánh vậy đó, mình đối chiếu vậy đó. Tại sao người ta cũng tu mà từng bước chân người ta lại an tịnh chánh niệm ung dung như vậy? Tại sao mình cũng tu mà cái ăn nói mình, cái cử chỉ mình nó lại như vậy, nhục nhục nhục? Cho nên trong cái khẩu khí của mình nói chuyện mà mình chịu khó mình để ý đó, nếu mà nó có bản ngã là ta nghe người ta biết. Trong cái khẩu khí mình nói chuyện mà nó buông lung phóng vật, người ta nghe là người ta biết. Chúng ta thấy không? Phải không? Trong cái khẩu khí của mình nói chuyện á, cái hơi hớm á, cái hơi hướng đó, cái cách mình nói đó mà nó có cái bản ngã là người ta nghe, người ta cảm nhận được. Mà cái người bình thường á nha, chứ đừng nói chỉ cái người nhận diện ngu quẩn sâu sắc. Thì chúng ta nghĩ mình sao mình qua mặt người ta, mình nghĩ mình đi gạt người ta suốt đời được sao? Người ta cung kính, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường mình, mà ta thấy mình bản ngã, mình sân hận, mình tham lam vậy, thì ta còn tin tưởng nữa không? Cho nên hiện nay rất nhiều Phật tử đó, hay là những người không phải Phật tử đó, mất lòng tin với Tam Bảo, nhất là với người xuất gia đó. Giấy đâu có gói được lửa, cái kim ở trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra. Cho nên cái sự tu chúng ta là phải chân tu, tu thiệt. Mà muốn tu thiệt thì cái đầu tiên là sự tàm quý, xấu hổ và sợ hãi có mặt. Xấu hổ với cái gì? Xấu hổ với những cái dơ, dơ bẩn ở trong người mình. Xấu hổ với cái tập khí tánh tình phàm phu tục tử của mình, đời, bụi đời của mình, những cái bụi ở ngoài đời. Khi mình vào chùa nó chưa có sạch, chưa được chùi lao cho nó sạch sẽ, chưa được phủi vũ. Cho nên đầu đà còn có nghĩa là gì? Đẩu tẩu là phủi vũ. Thành ra các cái vị mà sư ở bên Trung Quốc, người ta cầm cái cây phất trần á, là cái ý nghĩa vậy đó, phủi bụi.
bội bội, bội đài, bội trần, bội bẩm ở trong tâm. Mà cái người sao, cái người chân tu, cái người cứ nhìn lại hoài đang lo phủi bụi. Mà cái người cứ sáng quét, trưa quét, chiều quét, tối quét nhà, quét hoài thì cái nhà nó phải sạch thôi chứ. Lao hoài thì cái nhà nó phải sạch thôi chứ. Thì cái tâm cũng vậy, quét hoài, lao hoài thì cái tâm nó phải sạch chứ. Còn cái này không quét, không lao, không dòm ngó gì, cứ nhìn bên ngoài, hướng ngoài, thì làm sao cái căn nhà nó được sạch sẽ. Đó. Cho nên là khi mình nhìn vô mình thấy xấu hổ lắm, nhục lắm. Bao nhiêu bác sĩ ở tuyến đầu bây giờ ngất xỉu. Có một cái vị đó là giám đốc trung tâm y tế đó, ngất xỉu là đi về nhà, là coi như là mười mấy đêm thức trắng với ca trực á. Khi mà về nhà rồi là ngất xỉu là phải thở oxy và đưa đi cấp cứu. Cho bao nhiêu cái người ta làm, ta ngã quỵ xuống dưới đó. Mình coi mình tu coi, mình có dám hành thiền vậy không? Mình có dám nghe pháp được tới vậy không? Hàng chục đêm thức trắng, gặp mắt một chút thôi là để làm suốt đêm, trắng đêm, thâu đêm vậy. Thành ra mình nhìn là mình xấu hổ, mình nhìn cái gì mình cũng đem về mình đối chiếu với mình hết á. Chứ đừng có nhìn thấy cái đó, chỉ biết cái đó là chống dịch, mà phải nhìn cái đó quay trở về để coi cái sự mà tinh cần, tinh tấn, chính tự hơn mình. Cho nên giới mà đi đến quỷ diệt thì sao? Với người thiếu giới, khi giới không có, chánh định đi đến quỷ diệt, tri kiến như thật đi đến quỷ diệt, nhàm chán ly tham sẽ đi đến quỷ diệt, giải thoát tri kiến sẽ đi đến quỷ diệt. Hay lắm. Cái tàm quý này, cái sự xấu hổ và sợ hãi này mà nó có mặt ở trong cái con người rồi, nó hay lắm, nó di diệu lắm. Tự động à, có cái ông thầy vô hình trong tâm á. Là nha, quả trách. Cho mình cái nào được làm, cái nào không được làm. Cái nào nên, cái nào không nên. Phải làm cho có mặt cái ông thầy này ở trong tâm. Xấu hổ và sợ hãi phải có mặt. Chúng ta thấy một cái lời nói sân hận, một cái lời nói buông lung phóng dật, một cái lời nói bản ngã. Chúng ta phải thấy trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Nếu mà dở nhất, sau khi nói rồi cũng phải biết. Đó là vô minh rồi đó. Nhưng cũng phải biết sau khi nói rồi mình nhìn trở lại. Khi giờ ngồi thiền mình nhìn trở lại. Hoặc sau đó mình yên tĩnh mình coi trở lại. Hành động, việc làm của mình cũng vậy. Cho nên bài kinh chúng ta đã học rồi đó. Đức Phật nói sao? Phía trước cũng là gai, bên phải cũng là gai, bên trái cũng là gai, đằng sau cũng là gai, phía trên cũng là gai. Nhưng mà người đi ở trong rừng hay là ở trong, bị lọt ở trong một cái lùm, cái bụi tre gai đó, chỗ nào cũng gai hết trơn. Mà nếu mình chỉ cần mà mình không có cẩn thận, mình đạp lên cái là dính gai. Tức là ví dụ cho cái gì, năm cái dục trưởng dưỡng nó vây bủa mình, bao vây mình, vây hãm mình. Những cái sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, những xúc chạm, sắc thanh hương vị xúc, những cái ác và bất thiện pháp, nó là gai. Những cái dục đó, những cái ác đó, những cái xấu đó, những cái mà làm cho mình sanh khởi lên tham sân si, đó là gai.
Và nếu mình không cẩn thận thì là đạp trúng gai. Không sợ hãi là đạp trúng gai thôi. Thì nhà nho ta nói là sao? Giống như là đi trên băng mỏng kiếm bén. Nói cái người quân tử thì lúc nào cũng nom nóp lo sợ. À, chúng ta mới gặp cái điểm gặp nhau nè. Cái người quân tử đó, cái người mà học muốn làm trở thành thánh hiền đó, ở bên đạo nho đó, thì lúc nào trong lòng cũng nơm nớp lo sợ, giống như đi trên băng mỏng, bước trên kim bén. Chúng ta biết băng mỏng là sao không? Mình đi mà ở trên đó, nó bất cứ lúc nào cũng thể vỡ, nó sụp xuống, là mình lọt xuống dưới. Chết cống, nó rất là lạnh. Bước trên kiếm bén, sảy chân cái thôi là máu đỏ. Thì đó, bên Phật Pháp mình là cũng vậy. Nó có cái điểm tương đồng. Là cái người chân tu, bậc chân nhân, bậc chánh kiến, là lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, sợ hãi. Có được cái tâm đó chúng ta mới tu được. Còn không biết sợ thì thôi, xa Niết Bàn lắm. Phải biết sợ mới gần Niết Bàn. Theo Pháp Tâm đọc bài kinh này, bài kinh không biết sợ, tới nguyên bộ 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con xin được phép đọc bài kinh. Kinh Không Biết Sợ, Tương Bộ Kinh, tập 2. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Maha Kassapa, Đại Ca Diếp và tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, trú ở Varanasi, Ba La Nại, chỗ Isipatana, chư tiên đọ xứ tại Miradaya lập quyển. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến tôn giả Maha Kassapa. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kassapa những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với tôn giả Maha Kassapa: Này hiền giả Kassapa, được nói rằng không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có niết bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, và có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có niết bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Như thế nào, này hiền giả, là không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không có thể giác ngộ, không có thể niết bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Và như thế nào là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có niết bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo suy nghĩ, các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi, vị ấy không khởi nhiệt tâm. Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị đoạn diệt, chúng có thể đưa đến bất lợi, vị ấy không khởi nhiệt tâm. Các thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy không khởi nhiệt tâm. Các thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy không khởi nhiệt tâm. Như vậy, này hiền giả, là không nhiệt tâm.
Và này hiền giả, như thế nào là không biết sợ? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo suy nghĩ, các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi. Vị ấy không có biết sợ. Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi. Vị ấy không biết sợ. Các thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi. Vị ấy không biết sợ. Các thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi. Vị ấy không biết sợ. Như vậy, này hiền giả, là không biết sợ. Như vậy, này hiền giả, không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có niết bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Và này hiền giả, thế nào là nhiệt tâm? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo suy nghĩ, các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng khởi lên, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy khởi nhiệt tâm. Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy khởi lên nhiệt tâm. Các thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy khởi nhiệt tâm. Các thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy khởi nhiệt tâm. Như vậy, này hiền giả, là có nhiệt tâm. Và này hiền giả, như thế nào là có biết sợ? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo suy nghĩ, các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng khởi lên, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy có biết sợ. Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy có biết sợ. Các thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy có biết sợ. Các thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy có biết sợ. Như vậy, này hiền giả, là có biết sợ. Như vậy, này hiền giả, là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có niết bàn, có thể đưa đến chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta nghe, chúng ta thấy lặp tới lặp lui nhiều lần đó. Tại vì các ngài, cái tâm các ngài đó rất là tôn kính pháp. Và các ngài nó nói cái gì nó rõ ràng cái nấy. Nhưng mà mình đó, từ khi mình nghe đó, mình sẽ có cái cảm giác sao mà cứ nó tới nó lui hoài. Thì tại vì trong người mình nó có cái sự thúc giục. Cho nên chúng ta để ý sâu vô nhận diện ngũ uẩn rồi chúng ta sẽ thấy nhiều cái hay lắm. Cái mình muốn nói gì nói ngắn gọn thôi. Thì cái dục của mình á. Ở đây cái ý nói là gì? Chúng ta thấy ngài Maha Kajip và ngài Sa Lợi Phất, hai vị đại thánh. Đại thánh tăng. Thượng thủ của tăng đoàn thời Đức Phật á, sau buổi chiều thiền tịnh rồi đó, thì đi đến trao đổi với nhau pháp đàm ở vườn Lộc Uyển.
Thì ngài Sa Lợi Phất á, hỏi ngài Maha Ca Diếp: ngài thưa ngài vậy chứ, nói rằng là không có nhiệt tâm, không có biết sợ thì không thể giác ngộ, không thể có niết bàn, không thể chứng đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Có nhiệt tâm, có biết sợ thì mới đạt được niết bàn, mới có thể giác ngộ. Như vậy thưa ngài, chứ như thế nào là không có nhiệt tâm, không biết sợ? Chúng ta thấy bởi vì mình thấy cái gương của các bậc mà đại thánh, đó là những bậc đại A-la-hán thánh chúng thượng thủ của tăng đoàn đó. Mà cái câu hết sức là đơn giản không? Bây giờ thí dụ như mình mà vô mình học rồi mình nghe câu này, nó cái này dễ ở cái tôi hiểu rồi, không có nhiệt tâm, không biết sợ. Như vậy cái ý nghĩa đó là gì thưa ngài? Là bậc thượng tuệ, thượng trí, tiệp tuệ, thắng tuệ, bao nhiêu có lợi trí huệ mà Đức Phật tán thán nguyên một cái bài kinh ngài Sa Lợi Phất để chúng ta đọc, chúng ta thấy. Mà ngài đem cái câu hết sức là bình dị, đơn giản. Thế nào là không có nhiệt tâm, không biết sợ thì không thể giác ngộ? Thưa ngài Ma Ca Diếp, chúng ta thấy đó, một cái câu hỏi vậy thôi chúng ta mới thấy được cái tâm của bậc đại nhân, bậc thượng nhân, các bậc thánh giả. Thứ nhất là các ngài học, các ngài rất là để tâm từng cái pháp nhỏ. Thứ hai là về lợi lạc cho hữu tình chúng sanh trong tương lai. Nhờ cái câu hỏi đó rồi vậy mình mới biết ở đây, mình mới đọc ở đây nè. Bây giờ mình mới ngồi tại Linh Quy Pháp Ấn này sau 2600 năm, chứ không có câu hỏi đó giờ đâu có. Đó là những bậc đại thánh nhân đó, sau khi thiền định rồi đi pháp đàm, các ngài chỉ làm hai việc đó thôi: im lặng của bậc thánh và nói năng chánh pháp. Thì ngài giải thích làm sao? Các cái ác bất thiện pháp mà nó khởi lên thì chúng có thể đưa đến bất lợi, vì ấy không có khởi nhiệt tâm. Nguyên cái câu là các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng khởi lên chúng có thể đưa đến bất lợi, vì ấy không khởi nhiệt tâm. Là sao? Cái ý là sao? Cái ác mà nó sanh, nãy mình nói thí dụ như một cái suy nghĩ, chúng ta mình sầu lắm, cái này mình đọc mình thấy đơn giản nhưng mà mình công phu mình thực tập nó rất là sâu sắc, nó rất là vi tế. Bây giờ một cái suy nghĩ nè, một cái suy nghĩ là tham muốn, ưa thích, hay là một cái suy nghĩ nóng giận nó sanh khởi lên, mình có nhận diện quẩn, mình biết nó đang có cái suy nghĩ đó mà mình không có nhiệt tâm để đoạn tận, để tắt ý, để quán chiếu, nó khởi và biết nó khởi vậy thôi, đó gọi là gì? Vị ấy không có khởi nhiệt tâm. Chúng ta rõ không? Rõ không? Nó sáng tỏ như mặt trời không? Còn nếu mà mình không có nhận diện ngũ quẩn, mà mình không có thực tập cái pháp này, thì mình đọc là vô mình sẽ không có hiểu. Mà có hiểu, mà hiểu phớt phớt ngoài thôi. Tức là ở trong này nó khởi lên một cái cảm giác bản ngã, mà mình biết nó có nhưng mà cũng cho nó qua. Đó gọi là gì ấy không khởi nhiệt tâm. Chúng ta có cái này không? Có không? Có không? Khởi lên cái dục, khởi lên cái sân, khởi lên cái ta đây, cái bản ngã. Mà khởi rồi thì mình biết rồi, biết rồi mình cứ để đó cho nó qua vậy đó, kệ nè. Đó gọi là không khởi nhiệt tâm. Không có khởi nhiệt tâm để gì? Để diệt nó,
Cái đó gọi là gì? Nó khởi lên bây giờ nè. Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị đoạn diệt, chúng có thể đưa đến bất lại vì ấy không khởi nhiệt tâm. Hồi nãy là nó sanh, mình quán chiếu nó sanh khởi lên như vậy đó, thì mình để cho nó sanh mặc tình nó. Rồi bây giờ á, nó tồn tại, nó không có bị diệt, nó có ở trong bên trong này, mình thấy nó có luôn, mình cũng không khởi nhiệt tâm nữa. Không có khởi nhiệt tâm, vậy ấy không khởi nhiệt tâm. Như đang giận ai vậy đó, mình cũng không có nhiệt tâm. Đặng mà mình diệt cái cảm giác giận đó, mình cứ để cho nó còn cái cảm giác là giận. Tôi giận cái người đó rồi đó. Mình cứ để cái cảm giác tức giận đó, ở trong này 3 ngày rồi, mình cứ để trong đó, như vậy gọi là không khởi nhiệt tâm. Có không? Có không? Không khởi nhiệt tâm đó. Tức là sao? Cái ác bất thiện pháp nó sanh lên, mình cũng kệ nó. Rồi bây giờ nó đang có mặt, mình cũng kệ nó. Đó là không khởi nhiệt tâm. Bây giờ các thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu không khởi lên có thể đưa đến bất lợi vì ấy không khởi nhiệt tâm. Thiện pháp nó không có sanh, cũng kệ nó, rất là trơ ra. Bây giờ thiện pháp nó không sanh. Thí dụ ha, Đức mình vô mình ngồi thiền, mình ngồi đó rồi mình đơ đơ ở trong cái cảm giác bất khổ bất lạc, mình cũng mặc kệ nó. Có không? Có không? Em vô cái này. Có không? Tức là có bữa mình vô mình ngồi thì mình chăm hẩm, mình cũng tinh minh, mình sáng tỏ này kia lắm, phải không? Mình giận nhiễn rồi mình quán này kia. Mà có bữa vô ngồi đó rồi mình trơ ra cậy nó, thì nó hết giờ hết à. Đó không khởi nhiệt tâm đó, cứ ngồi đó. Thì nó đánh cản hết, chuông chuông đánh xả tiền, rồi lúc đó mình xả thôi. Đó là không khởi nhiệt tâm đó. Tức là thiện pháp nó không sanh, cứ ngồi vậy thôi, ngồi cục vậy đó, ngồi như ông địa vậy đó, ngồi đóng vậy đó, giống như cái bao gạo vậy, để cái bịch vậy đó, rồi xong để đó, rồi chờ nó hết giờ rồi thì trả tiền là thở cái phù ra rồi, không có khởi nhiệt tâm, tức là thiện pháp nó không sanh. Rồi bây giờ cái tư là gì? Thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng bị đoạn diệt có thể đưa đến bất lợi vì ấy không khởi nhiệt tâm. Tức là hồi nãy là thiện pháp nó không sanh, bây giờ là thiện pháp nó bị diệt mà cũng để cho diệt luôn. Là lúc đó mình biết nó buồn ngủ, cái cơn buồn ngủ nó xâm chiếm rồi, cái bài thiền quán nó vang dội như vậy đó, nhưng mà cái cơn buồn ngủ nó xâm chiếm rồi mình cũng để cho nó ngủ luôn. Đó là không khởi nhiệt tâm á. Là cái thiện pháp nó bị, đang bị đoạn diệt, nó đang bị mất, mà lúc đó mình cũng thôi cãi nó, mặc cãi nó. Cái này chủ nghĩa là mặc cái nó, mặc cãi nó. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Đó là vậy đó. Mà cái này mình có nhiều không à? Có không? Đó. Tận trong cái buổi ngồi thiền, rồi tận trong cái buổi nghe pháp luôn, không có tập trung tâm ý để mà gì? Thọ lãnh cái pháp. Thì cái đó cũng là gì? Không có nhiệt tâm. Chúng ta thấy chưa? Nó vi tế không? Chứ không phải là đem cái thân ngồi ở đó là xong. Không phải. Không phải đem cái thân đặt lên cái bồ đoàn là rồi. Cũng không phải để cái thân mình ngồi trên cái ghế ở cái chỗ cái giảng đường là xong. Chưa. Chưa có xong. Rồi giờ đang đi kinh hành đó. Mình thấy là đi kinh hành vòng 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 ở trong thiền đường. Không thôi đi kinh hành tới kinh hành lui vậy đó. Mà đừng có tưởng đâu là đang nhiệt tâm tinh cần nha. Nếu mà không có sử dụng cái này nè, là cũng không phải là nhiệt tâm. Thì chúng ta có học cái bài đó, đang vị tỳ kheo đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, mà các ác bất thiện pháp nó sanh khởi lên, mà vị đó không có tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có tẩy sạch,
không có trừ diệt, không có diệt tận. Thì như vậy gọi là gì? Là hạ liệt, hèn hạ, thấp kém ở trong pháp và luật. Chúng ta thấy cái cho cái mức độ tu nó sâu sắc. Cái kinh Ni Cái Gia mới giảng ra tới cái chỗ này, mới chỉ ra tới cái chỗ này. Chứ mình thấy ngồi thiền, mình thấy đi kinh hành vậy là tốt rồi, là tinh tấn rồi chưa? Chưa. Ở bên ngoài thì thấy ngồi, thấy đi, thấy vậy, nhưng mà bên trong tâm là đang cái gì? Thọ tưởng hành trong đó nó như thế nào? Nó có diệt ác sanh thiện không? Chúng ta thấy không? Cái cấp độ mới sâu sắc không? Như vậy mới gọi là nhiệt tâm. Rồi bây giờ, cho nên chúng ta mới thấy là có nhiều khi mình thấy là vui đó, trên thiền tông Trung Quốc á, thì có cái thầy đang ngồi thiền gì mà ông tổ ông đi ngang ông đánh cái bóp à. Nó ngồi đây ngủ, ngồi đây buông luôn không giật. Còn có cái ông kia đang đi ở ngoài bình thường vậy mà ông tổ ông ra là ông nói là người đó tinh tấn lắm á. Có khi họ đang nằm nữa, có khi đang nằm ngủ nữa, thì mình không có biết được là tại vì sao. Cái tâm của người đó vận dụng cái tâm như thế nào, mình chỉ thấy cái tướng ngoài thôi. Cho nên chúng ta thấy Ngọc Lam, Ngọc Lâm không? Khi mà có người hỏi gì chứ sư phụ của Ngọc Lam, Ngọc Lâm mà được bao nhiêu đệ tử, thì Ngài nói là 1.5 đệ tử. Thì cái ông Ngọc Lâm quốc sư là lúc đó chưa làm quốc sư là ông sáng đêm ông không ngủ được, không biết 1.5 đó là Ngài được tính 1 hay là Ngài được tính phân nửa. Tại vì sư huynh ông tối Ngài ăn ngủ không à. Mà Ngài thì rất siêng năng, vừa đẹp trai vừa học giỏi, vừa làm cho công việc thành thạo. Mà bây giờ các cái vị quan lớn tể tướng đòi hỏi gì chứ nói Ngài được bao nhiêu đệ tử, thì sư phụ nói 1.5 đệ. Ngày Ngọc Lâm sáng đêm ngủ không được, không biết cái 1.5 đó là nửa của ông kia hay là 1.5 là mình. Chúng ta mới thấy cái chỗ sâu sắc trong sự tu. Đó là cái ví dụ thôi nha, chứ không phải lấy cái đó làm chuẩn đâu. Cái ví dụ để mình hiểu cái kinh này. Thì thành ra đó, cái bậc chân tu hay là cái bậc pháp nhãn đó, là họ nhìn sâu ở trong thọ tưởng, chứ không phải nhìn ngoài cái thân xác, cái bề ngoài, cái dáng vẻ bên ngoài đó là khác. Bên ngoài mới là vỏ của phạm hạnh thôi. Mà nếu mà cái vỏ này mà còn chưa được nữa thì thôi rồi, còn gì nữa. Mình học quan nghi, mình học cái là cái vỏ của phạm hạnh đó, cái vỏ ngoài của cái cây á. Chúng ta biết không, cái cây nó có cái da ở ngoài đó, cái đó gọi là vỏ ngoài. Rồi mới nhìn sâu vô bên trong, vỏ trong đó, rồi những cái thớ thịt bên trong, rồi vô sông sâu sâu ở bên trong mới tới cái lõi cây, giác cây, rồi mới tới cái lõi cây. Thành ra đó là có nhiệt tâm diệt ác sanh thiện ở bên trong không? Ác tham sân si. Thiện là gì? Không tham, không sân, không si. Là từ bi hỷ xả. Cho nên cái vừa rồi mà bị rầy đó là không có nhiệt tâm này nè. Thấy chưa? Thấy được cái vấn đề chưa? Giờ hiểu ra chưa? Tức là cái thiện pháp mà mình không có nhiệt tâm, đưa cái thiện pháp cho mình không muốn lấy, không có nhiệt tâm. Đâu phải dễ đưa, lâu lâu lắm mới đưa chứ đâu có đưa hoài đâu. Phải không? Có phải ngày nào cũng đưa không? Ngày nào cũng bắt đi ra cứu cỏ không? Không có. Đó là những gì? Cơ hội rèn luyện. Đó là những bài tập, những bài kiểm tra, những bài thi để coi cái tâm xả thân cầu đạo của mình. Coi cái sự kham nhẫn, cái hạnh kham nhẫn, cái sự chịu khó, phớt phớt chưa gì chứ nè. Mới có làm là bài tập thôi chứ chưa phải là bài kiểm nữa. Giống như mấy em bé đi học mà làm bài tập á, thì đã rớt rồi, chứ đừng nói làm bài kiểm mà đừng nói thì làm bài thi. Thấy chưa? Mà nếu mà nó yếu kém vậy thì làm sao?
bất thình lình ở trong chúng mình, bất thình lình nhiễm dịch bệnh, thì cái người mà bị nhiễm nó cái tâm như thế nào? Nếu mà bây giờ không có trang bị, bất thình lình cái chết nó đến với mình thì lúc đó làm sao? Mình trả giá với thần chết được không? Thấy chưa? Tất cả những cái đó là cái trang bị. Cho nên cái người người tu của mình á, phải nhớ, phải nhớ đặt mình vào trạng thái nguy hiểm, tai họa. Đây là bí kíp đó. Phải luôn đặt mình vào những cái trường hợp đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử. Khi mình đặt mình vào những cái trường hợp đó, sau này cái gì nó xảy ra mình bình an, mình không có bị hoảng sợ, tâm mình mới giữ được bất động. Nếu có động mà động ít thôi, cũng còn cái sức làm chủ trong cái sanh tử này. Chúng ta thấy không? Phải đặt mình vào những cái tai nạn. Cho nên tại sao mà chúng ta cứ là khuyến khích và nói rất là nhiều về cái vấn đề gì? Quán nguy hại. Chúng ta không có quán nguy hại rồi làm sao mà tu tiến? Nhớ không? Vị ngọt, nguy hại và sự xuất ly. Phải quán nguy hại. Thế nào là không biết sợ? Thì cũng y như vậy. Ác nó sanh mà mình không có sợ, thiện nó bị diệt ở trong tâm mà mình không biết sợ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ bên trong tâm mình nó sanh khởi là một ý niệm là mình muốn tu cho nó nhàn thôi, hoặc là nó sanh khởi ý niệm mà mình chắc là mình thối lui quá, mình về nhà quá, mà nó sanh khởi lên cái rồi mình cũng bình thường, mình không có sợ. Mình chết cửa ý niệm này nó đưa đến sa đọa, nó đưa đến là thối thất, nó đưa đến thối đọa, nó đưa đến sụp đổ hết tất cả cái công lao công phu gầy dựng của mình từ trước đến nay. Mình phải lo sợ và mình phải tìm đủ mọi cách mình diệt tận, mình bứng tận cái gốc rễ đó, cái suy nghĩ đó, không cho nó tồn tại và tái khởi động, tái sanh ở trong tâm mình nữa. Thì mà mình không có sợ, không có biết sợ khi cái ác, một cái ý đó là ý ác, ý nó đưa đến ác pháp mà. Thì nếu mà mình không có sợ thì nó suy nghĩ được bữa thì bữa sau nó suy nghĩ nữa, vài bữa nó suy nghĩ nữa thì cuối cùng là nó đưa mình. Rồi đối với cái dục tham cũng vậy thôi, đối với cái sân cũng vậy thôi. Cho nên mình thấy cái vấn đề mà gọi là anh em mà chém với nhau để mình giành mấy tấc đất đó là đâu phải có một suy nghĩ một lần một rồi xảy ra vụ án đâu, mà cái suy nghĩ nó lặp tới lặp lui nhiều lần, những cái cảm thọ nó sanh khởi tới lui nhiều lần, rồi tới cái lúc mà sao một giọt nước nó đầy ly nó tràn. Chứ không phải có một suy nghĩ cái là làm là xảy ra vụ án, không phải. Không biết sợ tức là cái ác nó sanh trong này mà mình không lo diệt, cái thiện nó bị diệt trong này mà mình không lo làm cho cái thiện đó nó được sanh khởi lên đó. Tức là gì? Không có tứ chánh cần, không có tinh cần tinh tấn. Như vậy thì chúng ta thấy không? Chúng ta thấy bữa nay chúng ta mới gom lại giống y như hôm trước mà chúng ta đã học không? Thật ra trong kinh Cái Gia này có hai chữ thôi: thiện và bất thiện. Khi chúng ta nhận diện năm uẩn, chúng ta soi rọi lại nội tâm mình để mình nhìn ra được cái nào thiện, cái nào bất thiện. Và sao? Nhiệt tâm, nhiệt tình, lo lắng, sợ hãi đối với bất thiện. Để mà diệt nó, tẩy nó, sạch nó, làm cho nó đoạn tận, không còn sanh khởi trở lại trong tương lai. Rồi sao? Nhiệt tâm, nhiệt tình, cố gắng nỗ lực, tinh cần tinh tấn đối với thiện pháp.
làm cho nó tăng trưởng phát triển quảng đại, làm cho đến có chỗ cực thiện, thuần thiện, chí thiện, viên mãn cái thiện. Mà viên mãn cái thiện là gì? Là vô tham, vô sân, vô si, là hết dục tham, sân si, vô minh, bản ngã đối với ngũ uẩn này. Chúng ta thấy không có ra ngoài hai cái chữ thiện và bất thiện. Mà chữ thiện và bất thiện là đồng nghĩa với gì? Tham sân si và không tham sân si. Mà chữ tham sân si là đồng nghĩa với gì? Vô minh và tham ái. Mà vô minh và tham ái là đồng nghĩa với gì? Với bản ngã. Mà bản ngã nó đồng nghĩa với cái gì? Thần kiến. Nó liên hệ với nhau hết trơn á. Nó liên hệ hết tất cả với nhau hết trơn. Một cái thôi. Cho nên phải thấy được thiện và bất thiện. Mà bất thiện á, thì mình phải lo lắng, sợ hãi, nhiệt tâm, tinh cần. Đừng có thành cái người mà không biết lo, không biết sợ. Đừng có trở thành một cái người mà nghĩ là Đơ đơ, trơ trơ. Giống như gà mờ, cái gì cũng không biết hết trơn. Chẳng hạn như hôm trước đó, bất thình lình đang giữa mùa dịch thì có một thầy vô đứng ở trong cái thiền đường, hỏi mấy thầy nó không biết, vậy là không được. Mình phải biết người đó gốc gác từ đâu, đang trong cái mùa dịch, ở đâu tới đây và tới đây làm gì, như thế nào, có hỏi xin phép chưa, hỏi nói không biết. Vậy là trong cái trạng thái vô minh và si ám. Mà cái người kế bên mà thấy hình tướng gì lớn to vậy mà mình còn vậy, mà trong tâm mình nếu một cái ý niệm nó sanh khởi, sao mình biết phân biệt? Mình phải hỏi ở đâu đến, đến với mục đích gì, có xin phép ai chưa? Nó vậy đó. Chứ không phải nó ở cái này là trách nhiệm của thầy chủ trì, trách nhiệm của thầy quán chúng ai, chứ con không có trách nhiệm, con không cần biết. Không phải. Thì trong tâm mình nó cũng giống y vậy thôi. Cái gì nó xuất hiện, cái gì nó sanh khởi, cái gì nó đang hiện hữu, có mặt, phải coi cho nó là thiện hay là bất thiện. Và phải xử lý nó như thế nào, và cái tình trạng hiện tại của nó ra làm sao. Chúng ta thấy không, cả là một cái kỹ sư tâm hồn, chứ không phải bình thường. Cho nên là ngược lại là cái vị ấy, thế nào là vị có nhiệt tâm, thế nào là vị có biết sợ. Và bất thiện pháp mới khởi lên, thì cái vị này là có sự nhiệt tâm. Nhiệt tâm để làm gì? Để diệt nó, để nhiếp phục nó, để đoạn tận nó, để tẩy sạch nó, để trừ diệt nó, để đánh tan nó. Thì vậy gọi là vị có nhiệt tâm. Rồi nếu mà thiện pháp mà nó không khởi lên, thì vị này phải có nhiệt tâm làm cho cái thiện pháp nó khởi lên. Thí dụ như cái giờ đó nó muốn thôi, tới cái giờ học kinh, tới giờ nghe pháp, tới giờ ngồi thiền, thì bắt đầu nó thôi, bữa nay nghỉ bữa đi. Mà nếu như mà thật sự nó mệt mỏi, yếu bệnh, thì có thể nhưng mà vẫn còn khỏe bình thường, nhưng mà nó muốn buông lung, thì cái đó là sao? Thì mình phải nhiếp phục cái suy nghĩ đó, cái cảm thọ đó, cái ý tưởng đó, bắt nó phải đi học kinh, ngồi thiền, nghe pháp, làm việc. Nó thì như vậy thì gọi là mình có khởi nhiệt tâm, diệt ác sanh thiện. Rồi mình có lên cái sự gì, có biết sợ, cái ác nó sanh khởi lên, mình lo lắng, mình sợ hãi, mình bất an. Tại sao mình tu mà lại có những ý niệm này? Tại sao mình tu mà nó lại có những cái cảm giác này?
Tại sao mình tu mà nó bây giờ nó có lại có những cái bản ngã như vậy? Sợ hãi, bất an, lo lắng, tìm đủ mọi cách tẩy sạch và trừ diệt. Mà tác thiện pháp mới khởi lên, mà bây giờ nó bị đọa diệt rồi. Ví dụ như lúc trước thì học kinh siêng năng lắm, mà bây giờ là không học nữa, không học nữa, làm biến không học nữa, thì như vậy là người này sợ. Như vậy mất rồi, mà mất thiện pháp rồi. Như vậy gọi là biết sợ, mà người này không cho cái thiện pháp nó bị mất. Chúng ta thấy phải vận dụng vậy đó. Chúng ta thấy không? Nói cái mà nhiệt tâm với biết sợ này thôi đó. Như vậy là gì? Có thể đạt đến giác ngộ. Có thể đạt đến niết bàn. Có thể đưa đến chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Cho nên mình tu theo dòng pháp này, mình thực hành được cái này rồi đó. Mình thấy mấy cái người mà sân si lên á, mình ít có sân lắm, mà mình sợ. Ở trong người mình nó sanh ra một cái cảm giác sợ hãi đối với cơn giận, dầu cho mình hay là của người. Sợ hãi cái nhân quả của nó, sợ hãi cái chỗ mà nó đưa tới, cái đích mà nó đưa tới của cái cơn giận này. Lo sợ, dầu trong mình khởi hay là trong người khác khởi. Rồi mình có một cái sự rất là nhiệt tâm tinh cần để mà dập tắt cái giận đó. Mình không ưa nó, không thích nó, không muốn nó, mình không muốn chất chứa, không muốn nuôi dưỡng nó. Mình không muốn cho nó cư trú, không có cho nó đăng ký tạm trú cũng không cho, chứ đừng nói thường trú. Dầu cho nó tạm trú, nó xin ở là một đêm, không cho. Hay là nó ở là chơi chút thôi, không cho. Đuổi ngay ra lập tức cái cảm giác sân hận này, đó là nhiệt tâm. Cái cảm giác bản ngã này, đuổi nó liền, bắt nó dập đầu xuống liền, bắt nó quỳ lại liền, thấy bắt cho nó xấu hổ liền. Thì như vậy đó là biết tu, đang tu, và đó là người tu. Còn cái này ác nó sanh cũng kệ mò kệ, thiện nó bị diệt cũng mặc kệ, không có lo lắng, không có sợ hãi gì chứ, thì người này không tu được, không tu được. Không tu được. Phải coi ác bất thiện pháp bên trong và cái thiện pháp khi nó sanh và nó diệt. Tinh cần tinh tấn diệt ác làm cho nó sanh thiện. Phải tu tập cái thiện pháp trước, rồi sau đó mới đi đến cái sự mà không chấp thủ. Chứ rồi cái nhiều khi mới vô cái mình học không chấp thủ cái thiện mình không thèm làm nữa, thì cái đó nguy hiểm à. Cái đó là nguy hiểm. Cho nên tu tập thiện pháp tinh cần tinh tấn, cái thiện pháp nó viên mãn thì nó sẽ lìa tham sân si, nó phá vỡ được vô minh tham ái và chấp thủ. Đây là cái bài số 1 trong cái chủ đề tàm quý đó. Đây là bài kinh đầu tiên trong chủ đề tàm quý mấy mươi bài. Thương Ưng Bộ tập 2.